Mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì mình đang ở nhà của anh Sáu, là em của chị Thanh. Thì hôm nay này mình sẽ tiếp tục cập nhật cái căn nhà của anh Sáu, coi xem tiến độ cái làm việc cái căn nhà của anh Sáu hôm nay như thế nào rồi. Thì hôm nay thì mình thấy là mấy anh thợ vào làm rất là đông. Thì như vậy á, thì cái căn nhà của anh Sáu sẽ mai hoàn thành hơn. Thì hôm nay thì trời nắng nha, hết bão rồi, hết mưa rồi. Thì cũng mừng. Đây chú Năm nè, đang cái bằng này, cắt cái cửa. Đây là một cái lối đi để cắt ra, để mà thông giữa cái phòng khách và bên đây qua đây luôn, là thông cái nhà cũ và nhà mới luôn. Bên đây thì hôm qua thì mấy anh đã tô xong rồi, mấy chú với mấy anh đã tô xong rồi, thì hôm nay là tiếp tục tô ở bên ngoài. Nay thì có thêm hai chú thợ nữa, hai anh nữa, là bình thường là 3-4, hôm nay tới 5-6 chú thợ đâu, nên làm rất là mau. Dạ, đây tô nè, tô xong rồi, còn sơn đó. Dạ, hôm nay là tô mặt ngoài luôn hả chú? Rồi, hôm nay tô mặt ngoài. Dạ, tô mặt ngoài luôn. Đó. Vắn phải không? Nay phải quay nhiều vô phải không? Dạ, đây là cửa sổ nè. Sau này là sẽ làm cửa sổ đây, cửa sổ lớn. Rồi qua đây. Nay mình xây thêm cây cột nữa anh. Nữa. Đây cái cây này hôm nay là dỡ ra rồi, hôm nay là bắt đầu là xây thêm một cây nữa là ở đây. Chưa, chút xíu là 5 phút nữa mới có. Hôm qua nghỉ đi làm giấy anh. Làm giấy. Xong chưa? Xong rồi. Mệt mỏi luôn. Đó, thì hôm nay là mấy anh với mấy chú là coi như là phải tô từ trước ra sau luôn, là xong ở ngoài luôn. Sau đây là chỗ này là làm một cái cửa để đi ra đi vô. Đó, cửa rồi xong hết trơn hả anh Tùng? Dạ. Dạ. Bên đây là hôm nay là mình xây lên luôn hả anh Hoài? Dạ. Đây, từ đây qua đây thì còn cây cột giữa nữa. Không tới rồi anh ơi. Không tới rồi, bắt cái cây ấy lên, bắt cái dàn giáo lên mới được quá. Anh ngang cái chân là tới á. Tới. Đó, ngang cái đà này tới nè. Dạ, xào lít. Dạ, nhanh quá. Sắp chỗ luôn. Khoảng mấy ngày nữa xong anh Tùng? Dự kiến. Một tầng. Một tầng nữa phải không? Đúng rồi. Là xong tô hay là sơn luôn, lót luôn? Lót luôn á. Là một tầng nữa là mình lót luôn rồi mình bê đồ lên, bê sơn luôn này kia hết rồi xong hết luôn phải không? Ừ. Bạn giao luôn phải không? Giao. Hay quá. Trời đừng mưa. Trời đừng mưa. Dạ đúng rồi, cũng hy vọng là trời không mưa mới được. Chứ trời mưa là nhiều khi đâu có làm được đâu. Đúng. Dạ. Không thấy vậy chứ khi mà làm xong ở dưới rồi thì mấy anh làm xây lên rất là mau.
2, 6. Nghe lực. Cu ly trưởng à. Coi chừng mấy ống nước. Cấp nước rồi. Cấp nước ở ngoài hay gì rồi? Dạ. Hên quá, bữa nay nắng nữa rồi anh ơi. Hôm qua cũng nắng im ha. Hôm qua cũng nắng ngon. Dạ. Chiều trời vừa xây xong cái ông chuyển đèn tịnh hết trơn, cũng sợ quá trời lấy mũ để che lại. Dạ cũng quý quá trời chứ. Trời. Bởi vì không... hôm qua là em đi về là trời mưa đó, em nói trời ơi rồi. Thay gầu mắc mưa luôn. Gạch rồi thấy đủ không anh? Không có để đi vô. Dạ. Ngon quá, xưa sao người ta nghiên cứu ra cát đá xi măng đánh dính lại ha. Sình với cháu. Dạ. Dạ cái đó dính dữ ác lắm à. Cái đó là mấy cái cà gàng hồi xưa đó anh. Em thấy là người ta làm bằng cái đó đó. Ừ. Xi măng mình vô nấu nóng nóng nước trước đó là pha trộn nó hết. Dạ. Lát nữa xe gặp đổ tới đây nè. Ừ. Đổ nóng đây nè, đi vòng đường bên đây. Ừ. Có họ nó xây rồi, thấy không? Thôi xây cao lên luôn anh. Xây cao nước kẹo luôn á. Wow. Giữ nha, giữ nha. Rồi cái cũng mừng rồi, nay là bắt đầu xây thêm một cái cột nữa tô và làm thêm ở xây tường lên luôn đó. Phải giữ, phải giữ. Khỏe không chú? Khỏe. Không về mắt công chuyện rồi. Khỏe, làm xong rồi mấy chú cháu mình ăn tân gia nhà anh Sáu một bữa nha. Đến chiều nay hả? Đợi xong đi rồi mình làm luôn cho nó hoành tráng chứ. À qua cái mối khác đó phải không? À ăn tân gia chỗ khác. Không, hình quá, cái cây cầm vuông này vẫn còn nha, chứ không có chặt. Chứ chặt cái là uổng lắm. Đặc sản quê hương. Làm mau quá trời. Đó, nào tô mấy ngoài. Đây kìa coi. Hồ khô hả? Ngoài thôi.
hy vọng là trời hôm nay sẽ nắng để mà căn nhà của anh Sáu tô hôm nay là không có bị gì hết, nắng cho mau khô. Nón nãy vô gì anh Sáu? Nó không có cái nón là rớt nằm. Mày không có nón thì mày chịu. Đúng rồi, không có nón thì chịu. Không nón không dép nữa. Bởi gì? Sợ dép hư. Không nón không dép, sợ dép nó hư. Sợ nón cũ nữa. Đâu có, tông nó dính thì cắt ra nó còn ra. Còn cái nón hư luôn là tiêu luôn. Hư mất mua. Tao cũng tính hết rồi phải không? Đây, đây là phía bên hông nè, bên hông phía trước nhìn qua. Thế vậy chơi tù trong buổi sáng hôm nay là xong, màu lắm. Trên bàn bình nó tệ quá ha. Ví dụ này không chỉ nó trộn hồ mà nó không chỉnh nó trộn không được. Trời ơi, phải bình nó làm nặng nổi, làm quen nặng kia mình rủ cho nó đi làm cái này cho nó đỡ, nó biết làm công chuyện. Trong đây thì chú Năm đang gặp cái cửa đây, cái lavabo ở nhà. À, cái bồn cầu mình nhầm, đây cái bồn cầu nè, cái bồn cầu này là giữ hơn cái bồn cầu của nhà mình nữa nè, xịn hơn nữa. Bồn cầu này tới 1,8 triệu mấy á, còn bồn cầu nhà mình có mấy trăm. Cái cửa sổ này mình vẫn sử dụng để mà đem qua bên kia, cửa sổ này đem qua bên kia. Đây mình cắt một lối đi. Rồi anh Sáu anh làm được cu ly vậy cũng đỡ thêm một cái khoản chi phí, chứ không thôi là tốn chi phí nhiều. Xe cả đây vậy? Không có. Đổ đó. Đổ hồi về chắc chắn qua mé bên đây nè. Chỗ đó họ làm nó xây lên cao rồi, hiểu không? Đây nè, đổng đóng chỗ này nè kìa. Dạ dạ. Đây nè. Đập xuống. Xách ra nữa. Rồi đập xuống. Rớt xong không? Rớt mưa không? Gạch này kêu bằng gạch gì ạ? Em thấy nghe nói gạch nó có nhiều loại lắm, em không biết. Nhìn em không biết loại gì ta. Rồi, xây tường chỗ nhà tắm rồi dòng qua bên kia luôn.
mít nhà anh Sáu quá trời trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái. Mà ở dưới gốc thôi đó là 7 trái. Ôi, cái nào trên đây. Hết hồn thiệt. Quá trời. Mít to. Ôi, mở anh Sáu cái ống bơm, gạt bơm bánh xe. Xe nó bị lủng bánh nè, với lại hôm qua bị cắn một miếng thép rất là bự. Nè. Hôm qua nè, bị cắn một cái đinh xong rồi một miếng thép rất là to. Nên là cái bánh xe của mình hôm qua nó bị lủng. Đó. Do mình đi đường xa nhiều quá mà mọi người, nên là thì cái chuyện hư hao này kia là phải, đương nhiên là phải xảy ra rồi. Hết rồi, để mình bơm lên chạy đỡ. Kiếm chỗ giá. Rồi thì đó là cái tiến độ làm nhà của anh Sáu hôm nay là như vậy. Bắt đầu là xây tường rồi đã tô ở cái nhà, phòng ngủ đã tô, phòng khách bên đây cũng tô, rồi xây thêm phòng nhà tắm và bếp đó thì hôm nay. Mừng anh ơi, thiệt em cũng hy vọng là trời nắng để mà sẽ mau, chứ trời mưa nó vất vả lắm. Dạ rồi, cố lên anh nha. Cố lên, này có gì thông báo cho em biết, có gì gọi cho em biết nha. Dạ dạ, rồi tiếp tục. Dạ dạ dạ. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật liên tục cái căn nhà của anh Sáu cho mọi người được biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.